Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn tập 12. Tiểu đội của Hoắc Vũ Hạo sẽ đối đầu với tổ đội lớp 2 nằm nhất. Tên cầm đầu có thực lực trên 30 cấp. Điều này làm cho phía Hoắc Vũ Hạo cũng phải giật mình. Phía đối thủ đồng loạt bộc phát hồn hoàn và hồn kỹ. Vương Đồng cũng thi triển hồn hoàn, cả ba người bên kia đồng loạt xông lên. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần dò xét cộng hưởng để hỗ trợ. Tên cầm đầu bé mập lấy đà nhảy lên trên, cứ tưởng rằng với thân hình mập mạp đó thì không thể nhảy cao được. Vậy nhưng ai ngờ tên kia nhảy một cái đã lên cao cả trăm mét, sau đó thân hình cuộn vào giống như quả bóng lao xuống, ép cho Vương Đồng phải liên tục tranh né. Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo thì đối đầu với hai tên còn lại. Vương Đồng bộc phát hồn kỹ thứ nhất xông đến tấn công hai tên còn lại, giải nguy cho Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Thực lực hắn ta dễ dàng cân hay, tuy nhiên hai người kia lại phối hợp quá ăn ý, thế là Vương Đồng bị cầm chân tại chỗ. Tên béo mập thừa cơ hội này để tấn công, Tiêu Tiêu nhanh chóng sử dụng cái đỉnh khổng lồ ngăn cản. Cú va chạm lớn nổ ra, đỉnh của cô bé rung lắc kịch liệt. Hoắc Vũ Hạo lập tức sử dụng chiêu thức tấn công linh hồn đánh cho hắn ta choáng váng. Thế là Tiêu Tiêu thừa cơ hội phản công đánh cho đối thủ bay ra xa. Dù ăn chọn một chiêu linh hồn xung kích, nhưng tên này vẫn có thể điều chỉnh tư thế ngay lập tức. Vũ hồn của tên này dường như có thể giảm hiệu quả linh hồn xung kích. Vương Đồng thừa cơ hội này phản công đẩy lùi hai tên còn lại. Thế là chiến thuật đánh phù đầu của bọn họ đã thất bại. Bọn họ muốn tranh thủ thời gian cho đội trưởng phục hồi thể lực. Nhưng Vương Đồng lại không muốn điều đó. Thế là hắn ta lập tức thi triển hồn kỹ thứ hai đánh cho hai tên kia sấp mặt. Đến đây thì chỉ còn lại một mình tên đội trưởng béo nữa. Hắn bắt đầu tính toán. Hồn hoàn thứ hai của Vương Đồng là ngàn năm, thực lực mạnh nhất trong nhóm này. Mà Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu thì yếu hơn, cho nên hắn muốn giải quyết hai người Hoắc Vũ Hạo trước, sau đó toàn lực đối phó Vương Đồng. Hắn ta cuộn mình lao về phía Tiêu Tiêu. Cô nàng buộc phải sử dụng ba cái đỉnh tấn công, nhưng tên kia đã nhanh trí cầm vào một cái đỉnh rồi ném về phía cô nàng. Thế là Tiêu Tiêu buộc phải thu hồi hồn kỹ. Không ngờ rằng tên béo lại ở ngay phía sau cái đỉnh và lao tới với tốc độ chóng mặt. Nhìn thấy đồng đội gặp nguy hiểm, cậu lập tức sử dụng thần pháp quỷ ảnh mê tung mang cô nàng thoát khỏi công kích. Tên kia liên tục công kích, hai tay liên tục duỗi dài ra định bắt lấy hai người nhưng không được. Hắn đành phải sử dụng hồn kỹ thứ hai, ngưng tụ ra một con voi khổng lồ. Cái voi của nó bổ xuống tấn công, tốc độ quá nhanh. Hoắc Vũ Hạo đành phải đưa Tiêu Tiêu cho Vương Đồng, còn bản thân thì không kịp tranh né nên hứng chọn một đòn công kích. Khói bụi nhanh chóng tan đi, tên kia bị đẩy lui về sau, còn Hoắc Vũ Hạo thì vẫn toàn thây. Hóa ra là Phạm Vũ đã lao xuống dưới ngăn cản, vị lão sư phụ trách trận thi đấu bước ra nhắc nhở ông. Người không liên quan không thể tự tiện can thiệp trận đấu. Đây là vi phạm lần đầu nên tạm thời không nói. Nếu có lần sau thì sẽ theo quy định hủy bỏ tư cách dự thi của đoàn đội Hoắc Vũ Hạo. Vậy nhưng Hoắc Vũ Hạo đã bị phán là ra khỏi sân, không thể lên lôi đài được nữa. Một chiều vừa rồi, nếu như không có Phạm Vũ xuất thủ thì cậu chắc chắn sẽ trọng thương và cũng mất đi năng lực chiến đấu. Cậu cũng không quên cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Vương Đồng cần 15 giây để chuẩn bị, Tiêu Tiêu sẽ đứng ra ngăn cản, cầu thời gian. Thực lực tên kia đã là cấp 32, bên này chỉ có hai người hơn 20 cấp. Dựa vào chênh lệch cấp độ, hắn ta tự tin mình có 7 phần chiến thắng. Tiêu Tiêu phóng ra ba cái đỉnh ngăn cản, nhưng bị hồn kỹ của đối thủ đánh bay đi. Không chịu bỏ cuộc, cô nàng tiếp tục sử dụng ra hồn kỹ khác, dung hợp ba cái đỉnh thành một, thành công ngăn chặn đòn công kích, đẩy lùi đối thủ. Nhìn vào bộ dạng thủ thế của Vương Đồng, hắn ta biết Vương Đồng đang định làm gì đó nên tập trung lực lượng tấn công Vương Đồng trước. Nhưng cứ tiến lên thì lại bị ngăn cản, liên tục sử dụng hồn kỹ khiến hồn lực cô nàng giảm xuống nhanh chóng. Tên kia không chờ được nữa, hắn ta sử dụng ra hồn kỹ thứ ba tạo ra con voi khổng lồ lao tới, đâm vào cái đỉnh. Một đỉnh một voi cứ liên tục giằng co. Mặc dù liên tục bị chèn ép, nhưng Tiêu Tiêu vẫn không bỏ cuộc. Mặc kệ thân thể sắp quá sức chịu đựng thì cô nàng vẫn cố gắng kiên trì. Tên kia tưởng là giành chắc phần chiến thắng rồi, nhưng ai ngờ thời gian 15 giây đã qua, Vương Đồng cũng hoàn thành xong quá trình dung hợp hồn hoàn. Tức giận vì nhìn thấy đồng đội bị thương, Vương Đồng tung ra một kích trả đòn. Uy lực chiêu thức quá mạnh, lão sư giám khảo buộc phải ra ngoài ngăn cản. Chỉ cần một chiêu đã phân thắng bại, đoàn đội Hoắc Vũ Hạo giành được chiến thắng. Trải qua lần này, Ngôn viện trưởng muốn bồi dưỡng Tiêu Tiêu và Vương Đồng, bọn họ có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm của ngoại viện. Còn Hoắc Vũ Hạo thì do có hồn hoàn quá yếu. Ông đoán rằng cậu là hồn sư thuộc tính tinh thần hiếm có, hồn thú có thuộc tính tinh thần là vô cùng hiếm, cho nên hy vọng để cậu lớn mạnh là không nhiều. Phạm Vũ vội đỡ lời, ông muốn thu nhận cậu vào chỗ của mình để cho cậu tu luyện hồn đạo khí. Chú ý muốn bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo trong 3 năm tới. Cho tới khi cậu có được căn cơ vững chắc,
bà muốn để cho Ngôn viện trưởng phải hối hận vì lần từ chối này. Sau trận chiến vừa rồi, Tiêu Tiêu và Vương Đông đều bị ngất xỉu. Vương Đông thì trạng thái vẫn ổn, còn Tiêu Tiêu thì rất nghiêm trọng. Hồn lực và tinh thần lực đều tiêu hao quá sức, cần nghỉ ngơi một ngày một đêm, không được bị quấy nhiễu chút nào. Như vậy Tiêu Tiêu sẽ không thể tham gia trận thi đấu buổi chiều, Vương Đông cũng không còn sức tham gia nữa, do chỉ trông chờ vào Hoắc Vũ Hạo nữa mà thôi. Dù thất bại thì cậu cũng phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Vương Đông gắng gượng đứng dậy, hắn không muốn cậu chiến đấu một mình, dù sao hai người vẫn còn tuyệt chiêu vũ hồn dung hợp kỹ. Sau khi trở về phòng, hai người lập tức tu luyện nhằm khôi phục hồn lực. Rất nhanh chóng, buổi chiều đã tới, cuộc thi tranh tài lại tiếp tục được diễn ra. Hiện tại đã là tứ kết rồi, thua một trận là bị loại luôn. Dù lấy 2 địch 3 nhưng đoàn đội vẫn giành được chiến thắng và lọt vào top 4 mạnh nhất. Qua ngày hôm sau, Ngôn viện trưởng đứng ra phát biểu. Ông tự giới thiệu mình là Ngôn Thiếu Chết, viện trưởng Sư Lê Khắc học viên đời thứ 261. Địa vị của ông vô cùng cao, có tư cách đứng ngang hàng với bất kỳ quốc vương nào. Đồng thời thực lực còn là siêu cấp đấu la, sở hữu vũ hồn quang minh phượng hoàng hiếm có. Sau lời phát biểu thì ông cũng đưa số cho mọi người bốc thăm ghép đội. Trong số các đội tuyển tham dự có một tên thanh niên gọi là Đới Hòa Bần, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy người này liền bất ngờ. Bởi vì kẻ này chính là đến từ đời xa, nơi mà cậu và mẫu thân đã bị vứt bỏ. Đến đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé. Xin chào!